Xin chào các bạn, mình là Johan đây Hôm nay Johan sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cây hoa hồng bonsai màu xanh lá nha Hôm nay nguyên liệu của mình dùng là kẽm giấy size 24 màu xanh Màu xanh lá đậm Vải màu xanh non và vải màu xanh lá 21 Và khuôn để mình làm cánh hoa đó là khuôn 4.3 xăng đường kính nha mọi người đường kính là 4.3 cm và cây hoa hồng này mình sẽ làm gồm có 5 hoa to và 4 hoa nhỏ và thêm vài cái nụ thì mỗi một hoa to như vậy mình sẽ làm 14 cánh và hoa nhỏ thì mình sẽ làm 5 cánh lá của hoa hồng xanh mình sẽ làm Mỗi một nhánh lá sẽ có 5 lá nhỏ nha mọi người. Mình vừa làm xong hai cánh của hoa. Hai cánh này mình sẽ làm lõi của hoa, cho nên mình sẽ uốn cánh hơi dẹp xuống một tí xíu. Còn ba cánh tiếp theo mình sẽ làm cho nó hơi, cái dáng cánh nó sẽ hơi cao hơn cái cánh ở giữa mình làm dẹp như vậy để cho hoa của mình nó sẽ ngắn thấp ở phần giữa phần giữa không bị nhô lên quá cao nha mọi người bây giờ mình sẽ làm tiếp tới lớp cánh thứ ba lớp cánh này mình sẽ làm bốn cánh và cánh này mình sẽ uống thấp hơn lớp cánh thứ hai một tí xíu khi mà mình uống thấp cánh như vậy thì một phần là cánh sẽ thấp hơn và một phần nữa thì cánh nó sẽ rộng hơn à, để mình làm cho cái cánh thứ ba này thì cánh nó sẽ được rộng hơn đó mấy bạn vải khi mà các bạn bọc cánh thì mọi người á hãy cố gắng bọc hai lớp để cho hoa của mình nó sẽ đẹp hơn nha video này quá dài cho nên mình có tua hơi nhanh thì các bạn vui lòng chú ý xem nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại ở dưới comment mình sẽ giải đáp nha nguyên liệu mình có để link mua hàng ở phía dưới thì các bạn bấm vào và gõ những cái tên sản phẩm mà mình nêu trong video để chọn được sản phẩm mình ưng ý nha và bây giờ mình làm tới tiếp lớp cánh thứ thứ tư là lớp cánh cuối cùng thì các bạn cũng thấy lớp cánh cuối cùng mình sẽ làm cho nó rộng hơn và thấp hơn lớp cánh thứ ba và mình cũng bọc vải hai lớp nha mọi người sau khi các bạn bọc vải rồi thì các bạn uống cánh nó sẽ dễ hơn Các bạn có thể dùng chỉ mai hoặc là chỉ tơ đều được nha mọi người Nếu như hoa nhỏ như thế này thì các bạn dùng chỉ mai sẽ rất là tiện Làm nó sẽ rất là sướng tay Còn dùng chỉ tơ thì nó sẽ bị hơi dính một tí xíu Tuy nhiên đối với những hoa lớn thì các bạn cũng phải dùng chỉ tơ Tại vì chỉ mai nó sẽ không chịu được lực quá lớn nha Chỉ tơ nó sẽ chịu lực được nhiều hơn Và bây giờ mình sẽ ráp hoa nha mọi người Mình sẽ dùng một cây kẽm này là size 20 mình sẽ làm cuốn hoa nha. Mình sẽ làm cái cành hoa bằng kẽm size 20 thôi để khi mà mình gắn lên trên cái cây bonsai á nó sẽ mềm để mình dễ gắn hơn là mình dùng cái cành. Mình dùng cành thì nó hơi dày đó, khi mà mình gắn sẽ rất là khó cho nên các bạn dùng loại kẽm nhỏ size 20 là được rồi. hai hai cánh đầu tiên mình sẽ làm lõi của hoa và tiếp theo mình sẽ làm ba cánh và ba cánh này mình cũng làm cho nó ôm vào hai cánh đầu tiên để làm lõi luôn nha mọi người. Khi mọi người ráp hoa thì mọi người chú ý là quấn chỉ thì mình vẫn quấn vừa đủ thôi không nên quấn quá nhiều quấn quá nhiều sẽ làm cho cái phần cuốn hoa nó to ra thì một tí nữa mình ráp thêm hai lớp cánh nữa thì nó sẽ bị rất là to và rất dễ bị duột chỉ nha mọi người à, sau khi mà mọi người ráp ba lớp đó rồi thì mình sẽ làm tới lớp, cái lớp thứ ba lớp thứ ba là có bốn cánh và nếu như mọi người làm hoa nhỏ thì mọi người làm tới lớp 3 cánh là là ngưng được rồi nha mọi người à, sau khi làm lớp 3 cánh là mọi người ngưng và làm đài hoa là sẽ ra được cái hoa nhỏ nha ông này là hoa nở cho nên cho nên là mình sẽ ráp tiếp tới lớp 4 cánh và mình chú ý là khi mà mọi người ráp cánh hoa đó Thì mọi người ráp hoa xong hết rồi Rồi mình hãy chỉnh và uống cánh sau nha Chỉnh cho cái dáng hoa sau Thì mình mới chỉnh cho nó dễ Còn nếu như mà mọi người tạo cái dáng hoa luôn á Thì một tí nữa mình quấn keo sáp Cho cái phần cuốn hoa sẽ rất là khó Cho nên sau khi mà mọi người quấn keo sáp xong hết rồi Thì mọi người mới tạo dáng cho cái hoa nở nha Mọi người thấy cái lớp uh, 5 cánh này nè Mình làm cho cái cánh hoa nó thấp hơn Và nó rộng hơn Thì mình sẽ uh, ráp cái hoa nó sẽ đẹp hơn á mọi người Mọi người chú ý khi mà mình ráp á Thì cái ngón tay á Cái móng tay cái của mọi người á Là mọi người sẽ kiềm và giữ cánh hoa nè Đó Thì khi mà mình cột chỉ á cái ngón tay đó nó sẽ hướng chỉ của mình vào vị trí mà mình mong muốn. Chứ nếu như mà mọi người không có ngón tay đó thì chỉ của mình sẽ quấn nó bị rớt ra ngoài, à, cánh của mình nó sẽ bị lòi chỉ ra thì không có đẹp nha mọi người. Quấn keo sáp cũng vậy, mọi người quấn thì quấn từ dưới lên sau đó từ trên xuống ngược lại chứ đừng quấn từ ở trên xuống nha mọi người. Nó sẽ khó quấn hơn. Đó, sau khi mà mình quấn keo sáp xong hết rồi thì mình mình mới uống cánh hoa nha. Keo sáp mọi người quấn, nếu muốn dính thì mọi người phải kéo cao keo sáp ra nha mọi người. Keo sáp phải kéo ra thì nó mới ra keo được. Đó, sau khi mình quấn thì mình uống nó như thế này. Cái lớp ngoài cùng thì mình sẽ uống cong ra ngoài, còn những lớp ở trong thì mình sẽ uống vào trong nha. Như vậy là xong rồi đó mọi người. Như vậy là xong hoa nở rồi ha. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cho cái đài hoa của hoa nhỏ. Hoa nở thì mình sẽ không làm đài nha. Rồi, cái hoa nhỏ thì mình sẽ làm năm cái cánh để làm đài và đài hoa mình sẽ dùng khuôn 2 xăng. Và kẽm cũng là kẽm giấy size 24 màu xanh lá luôn. mọi người uống như mình nha, đừng uống quá nhọn nha mọi người. Uống nhọn khi mọi người bọc vải thì nó rất dễ bị rách vải nha. Khi mọi người bọc bọc vải cho cánh á, thì mọi người cũng quấn chỉ à, vừa đủ thôi chứ không nên quấn nhiều. Quấn nhiều nó làm cho phần ở dưới của cánh hoa nó to, mình ráp vô sẽ rất là to. mình sẽ làm 5 cánh để làm đài nha mọi người Hoa hồng theo kiểu này nếu như mà các bạn biết cách ráp à, kẽm ngược thì mọi người có thể ráp ngược cũng được nha tại vì không có nụ ở giữa không có cái nụ xốp ở giữa cho nên mọi người có thể ráp ngược được Rồi sau khi mà mình ráp cái đài vào rồi mình cũng quấn keo sáp vô Mình quấn keo sáp xong hết rồi mình mới uống tạo dáng gì đó thì mình làm nha mọi người Rồi mình nhắc lại nè nếu mọi người thấy thích à, Mọi người à, hãy à, chọn mua nguyên liệu ở đường link mà mình để ở phía phần mô tả bên dưới à, Và gõ tên những nguyên liệu mà mình nêu ở trong video để tìm được nguyên liệu ưng ý cho mình nha Rồi như vậy là mình đã xong cái hoa nhỏ rồi Tiếp tục bây giờ mình sẽ làm nụ hoa nha mọi người Đó mình làm sẽ, sẽ làm cái nụ hoa như thế này Các bạn dùng kẽm này làm kẽm 20 nha mọi người à, Mọi người chọt nhẹ nhẹ thôi Tại vì cái nụ này là nụ nhí á à, Mình đừng có chọt lỡ tay như mình là nó đi quá xa luôn Rồi À, nhưng mà không sao mình bọc vải lại rồi một hồi mình cũng bọc cái cánh nó cũng mất tiêu à cũng không có thấy à, cho nên là có lỡ thì cũng không sao nha mọi người Mình bọc hai lớp vải à, và sau đó mình sẽ làm ba à, cánh ba cánh xanh để mình ốp à, cái, à, cái nụ lại nha và cái cánh này thì mọi người dùng size khuôn là size 2.5 nha mọi người 2.5 và kẽm là kẽm giấy size 24 màu xanh lá nha. Cái này thì mình sẽ bọc ở lớp trong là màu vàng và lớp ngoài là màu xanh để cho cái nụ nó tươi hơn nha mọi người. mọi người thấy là cái màu xanh nó sẽ tươi hơn lúc nãy ha tươi hơn cái phần đế đại hoa của cái hoa nhỏ hồi nãy thì cái phần mà mình làm nụ mình chỉ làm ba cánh thôi mọi người làm ba cánh thôi là được rồi Nếu như mà các bạn muốn làm nụ to hơn thì mọi người dùng cái nụ xốp to hơn nha Nụ xốp to hơn thì khuôn cánh của mình cũng phải to hơn nha mọi người đó, đó cái này là mọi người nè dùng cái cánh sau chồng lên cánh trước cánh sau chồng lên cánh trước đó rồi mình sẽ dùng ba ngón tay mỗi một ngón tay là để vị trí ở một một cánh và mình xoay nha mọi người chú ý là khi mà mình để ngón tay để mình xoay thì mình để ngón tay nó đè lên trên cây kẽm chứ đừng đè lên trên cái miếng vải thì xoay nó sẽ không đi mà bị rách vải nha mọi người đó. và mọi người chú ý nè mình xoắn ngay cái chỗ đầu của cái nụ thôi chứ đừng xoắn lên tuốt ở trên nếu mọi người xoắn xoắn lên tuốt ở trên nó sẽ làm nhọn cây kẽm mà nhọn quá thì nó sẽ bị rách vải đó nha mọi người chú ý một tí xíu ngay chỗ này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm lá làm lá hoa hồng thì các bạn phải xoắn kẽm à, các bạn à, dùng một cây xoắn kẽm để chúng ta quấn à, quấn khoảng là 9 hoặc là 11 vòng nha mọi người nếu các bạn không có cây xoắn kẽm mọi người có thể thay thế bằng ruột bút bi nha và khuôn để làm lá mình đang sử dụng là khuôn 2.5 xăng kẽm mình đang dùng là kẽm size 24 màu xanh lá kẽm giấy Lá thì mình dùng vải màu xanh số 21 Mình sẽ quấn sẽ keo sáp cho từng lá như thế này nha. Rồi mình sẽ lấy một cây kẽm size 20 để mình làm cánh cho nhánh lá này nha. Mình làm cái cái cành cho nhánh lá nha. Và nhánh lá này mình sẽ làm năm lá nhỏ. Những cái lá ở phía dưới thì nó sẽ đối xứng với nhau nha. rồi như vậy là xong một nhánh lá rồi đó mọi người à mình đã lên cây nó như thế này nè mọi người à mọi người nhớ là hoa nó sẽ hướng lên trên sau khi mình gắn hoa rồi mình mới gắn tới cái lá nha mọi người và gắn từ ngoài vào trong